Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ở trên thực tế có rất nhiều phụ nữ không có nguyên tắc trong quan hệ và đặc biệt dễ rơi vào cạm bẫy ngoại tình. Đứng trước dục vọng và vật chất, không phải ai cũng biết cách chống lại sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, bảo vệ và tôn trọng gia đình và hôn nhân của mình. Ở trong xã hội không ngừng phát triển này, chúng ta càng nên coi trọng đời sống tình cảm và quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc gia đình, hôn nhân. Trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ về 6 đặc điểm cơ bản nhất. Nếu người phụ nữ nào hội đủ cả 6 đặc điểm này thì Khánh Ngọc khẳng định là họ rất dễ rơi vào cạm bẫy ngoại tình nhất. Thứ nhất là người phụ nữ thích hư danh và không chịu được sự cám dỗ từ những ân huệ nhỏ nhặt của đàn ông. Có hàng chục những cái thói hư tật xấu của con người, trong đó có thói hư danh là một cái đặc điểm khó sửa đổi nhất. Hư danh là danh hão, là chuộng những cái thứ hư hão đó nhằm khoe mẽ. Những người sống bằng hư danh thường không biết mình là ai, luôn ảo tưởng vào bản thân mình. Một phụ nữ hư danh lúc nào cũng cho mình là cao sang, là có quyền được hưởng những cái thứ không thuộc về mình. Chính vì cái thói hư danh này mà khi người phụ nữ được một người đàn ông cho một chút quyền lợi, một chút vật chất là siêu lòng, là bị ngoắc vào cái cám dỗ khó có thể mà dứt ra được. Khánh Ngọc ví dụ một người phụ nữ đã có chồng vào làm một công ty. Cô này được giám đốc cất nhắc, quan tâm đặt vào một cái vị trí nào đó, được hưởng một vài cái đặc quyền nào đó. Nếu là một người hư danh, tham lợi thì rất dễ cô ấy sa ngã, sẽ bị cuốn vào một cái cuộc chơi của người có dã tâm. Khi đã có thói hư danh thì không thể chống lại sự cám dỗ. Khánh Ngọc khẳng định là như vậy. Thứ hai là người phụ nữ thích thể hiện, thích giao tiếp mơ hồ với đàn ông. Người phụ nữ mà thích thể hiện là người hiếu thắng, ra vẻ ta đây, luôn mong muốn được người khác tán dương mình, lúc nào cũng cho là mình đứng trên tất cả, cái gì mình nói, mình làm cũng đúng. Thể hiện cũng là một cái sự khoe mẽ. Đặc biệt một khi mà đã thích thể hiện với đàn ông ấy thì lời nói thường hay mơ hồ. Đàn ông họ nhìn ngay ra rằng là người phụ nữ này chẳng biết gì cả, và mục đích chỉ là muốn được người đàn ông công nhận, tán dương. Và kết quả cuối cùng là lên giường với họ. Khi thấy một người phụ nữ luôn muốn thể hiện bản thân mình và giao tiếp dùng nhiều ẩn ngữ, những cái động tác mơ hồ, thì đó là biểu hiện của sự mập mờ. Những người phụ nữ có cái đặc điểm này về cơ bản là thiếu sự chung thủy và dễ bị lôi kéo các bạn ạ. Thứ ba là người phụ nữ theo đuổi sự phấn khích và quá coi trọng tình yêu lãng mạn. Lãng mạn một chút ý là một cái điều rất cần thiết trong cuộc sống hôn nhân và tình yêu, đúng không ạ? Nhưng nếu một người phụ nữ mà lại quá coi trọng điều đó thì nên cẩn trọng. Khi phụ nữ quá coi trọng sự lãng mạn, cô ấy chỉ bị phấn khích khi được đáp ứng về cảm xúc lãng mạn đó. Nếu lấy một người chồng không cho họ được sự lãng mạn cần thiết thì tất nhiên là cô ấy sẽ không có sự phấn khích trong đời sống hôn nhân. Điều gì sẽ xảy ra khi mà cô ấy gặp một người đàn ông khác lãng mạn với mình? Chắc chắn đó là những cảm xúc phấn khích mà cô ấy mong muốn từ bên trong. Những chàng trai hiện đang yêu những cô gái mà luôn đòi hỏi phải có sự lãng mạn, về lâu dài sẽ thấy cực kỳ mệt mỏi và áp lực. Hầu hết tình yêu lãng mạn đều kết thúc rất nhanh chóng. Yêu thì lãng mạn, nhưng hôn nhân cần một cái sự thực tế nhiều hơn. Nếu người phụ nữ không hiểu điều này mà vẫn đòi hỏi hôn nhân chỉ có màu hồng thì sớm hay muộn nó cũng sẽ kết thúc. Phụ nữ quá coi trọng sự lãng mạn
khi không có được sự phấn khích, không có được động lực, thì họ sẽ tìm cái sự phấn khích đó từ nơi khác, quý vị nhé. Thứ tư là người phụ nữ có nhiều mối quan hệ phức tạp. Cuộc sống hiện nay thực ra giống như một cái mạng nhện với những mối quan hệ chằng chịt. Mạng xã hội, công nghệ giúp chúng ta có nhiều mối quan hệ, giao lưu. Tuy nhiên, dù thế nào thì đối với một người phụ nữ, họ cần đủ thông minh để lựa chọn cho mình những cái mối quan hệ phù hợp. Với những người phụ nữ có những mối quan hệ xã hội phức tạp, với những cái thành phần phức tạp khác nhau, nếu không phải là người bản lĩnh thì họ không bao giờ giữ được mình. Ví dụ một cô gái mà chơi với toàn anh chị xã hội, ở công việc cũng là những cái việc nhạy cảm, thì cô ấy không quan hệ nhạy cảm, phức tạp mới là chuyện lạ. Người ta nói là gần mực thì đen. Trong chằng chịt những mối quan hệ phức tạp đấy, phụ nữ cũng chạm chỗ này thì cũng vướng chỗ kia, khó mà tránh lắm, quý vị ạ. Vì vậy, yêu hay cưới một cô gái có nhiều mối quan hệ phức tạp thì bạn phải chấp nhận những cái rủi ro, những phức tạp trong mối quan hệ hôn nhân của mình. Thứ năm là người phụ nữ không có khả năng tự kỷ luật và cảnh giác. Tự kỷ luật rất quan trọng với mỗi người, không chỉ riêng phụ nữ. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ tình cảm thì phụ nữ khác đàn ông ở chỗ đó là dễ bị lợi dụng nhiều hơn. Đặc biệt là những người phụ nữ mà không đặt ra ranh giới và điểm mấu chốt cho bản thân mình. Ví dụ một người phụ nữ có chồng con rồi nhưng mà vẫn nhận lời mời gặp gỡ của những người đàn ông khác một cách dễ dàng. Mọi người có chồng rồi nhưng mà vẫn thích giao lưu hội nọ nhóm kia, thích tham gia tiệc tùng nhậu nhẹt. Vì sao những người này lại dễ ngoại tình? Bởi vì trong quá trình giao lưu ấy, gặp mặt thường xuyên đó thì họ dần bị cuốn vào những cuộc vui. Người ta bảo là vui thôi đừng vui quá là như vậy. Khánh Ngọc lấy ví dụ là cái người phụ nữ mà chơi cái trò cùng đồng nghiệp ở biển Quỳnh Lưu, Nghệ An ấy, rồi cởi áo ngực ra để mà hứng nước đấy ạ. Vui quá thành ra là mất đi kỷ luật bản thân. Rồi ví dụ những cái cuộc tụ tập nhậu nhẹt, rồi uống rượu say khướt, rồi ngủ với ai cũng chẳng biết. Khi các bạn tìm một phụ nữ để làm vợ, làm người yêu thì phải xem cô gái đấy có ý thức kỷ luật cao không. Nếu quá dễ dãi thì cũng nên cân nhắc, xem xét, quý vị nhé. Thứ sáu là người phụ nữ dễ tin người. Niềm tin vào con người là một cái điều không xấu. Chúng ta tin tưởng đồng loại của chúng ta, tin tưởng bạn bè của chúng ta, tin người thân của chúng ta cũng không phải là người xấu, đúng không? Nhưng trong cuộc sống bất toàn và bất ổn như hiện nay, quá tin người là một cái sự ngu dốt phải trả giá bằng tiền, thậm chí là bằng nhiều thứ khác quý giá hơn tiền, trong đó có hạnh phúc và gia đình. Đàn bà có chồng mà dễ tin lời những người đàn ông không phải chồng mình, không phải anh em ruột thịt của mình thì dễ mất hết mọi thứ. Con gái chưa chồng mà chỉ biết tin vào những cái lời ong bướm ngon ngọt của đàn ông thì cũng chỉ đón nhận những bất hạnh và đau khổ. Niềm tin không chỉ dùng tai để nghe, không chỉ dùng mắt để nhìn, dùng trái tim để cảm nhận, mà phải dùng cả sự thông minh để mà phán đoán. Đừng tin người một cách mù quáng. Một người phụ nữ mà nói gì cũng tin sái cổ thì bị lừa là một cái điều khó mà tránh khỏi. Và việc tin người dễ dàng cũng dễ bị người khác lôi kéo rồi sa ngã vào những đam mê vật chất, dục vọng và những cám dỗ khác, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, Khánh Ngọc vừa chia sẻ những cái điều này không chỉ để cho đàn ông biết, mà những phụ nữ biết trân trọng gia đình, hạnh phúc của mình hơn, và cũng nên xem đó là một cái bài học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chia sẻ của Khánh Ngọc. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.